người như mình đang đi mua lồng khuyên, lồng cắm cho khuyên này, cái này 80.000. Cái này chắc như nhau cả ạ, thấy cái nào cũng được mà. Cái này lồng cắm cho xong màu. Khuyên đây bao tiền một con này? Tất cả như nhau à? Sắp lên nhà kênh 14 rồi. Biết bên nào cửa hàng lừa đảo chuyên bán quyền mái. hai đại ca tật thảo vãi trưởng ơi. Mọi người chú ý nha, cửa hàng lừa chim chỗ đâu không. Địa chỉ đây là gì anh nhỉ? Xin lừa bán khuyên mái. Những người bảo bán khuyên mái là không phải khuyên mái đâu. Những người bảo bán khuyên trống là mái đấy. Đây là 30.000 một con, 5.000 một con. Đây bán nguyên khuyên, không có chim gì khác. Gần ngoài đường, ồn quá. Dế nuôi nhiều thật đấy. Anh phải bắt dế để em xem anh bắt kiểu gì. Nó không bật nhỉ? Không, cái dế này không bật anh. Trên này nó dán lớp bằng gì nhỉ? À, bật sao? Vét cái được anh. Bán thành rồi. Chảy ra mất con rồi. Không xinh. Đùa thôi. Bảo ngay. Cấp cảnh báo. Bán tiêu chứ lừa đảo, bán dế toàn dế mèn. Anh mới lâu rồi. Thích lừa đảo. Mua 5.000 dế thôi. Hai thanh niên này. Hai thanh niên bán tiêu hài hước. Mọi người đến mua thì đến đây ủng hộ nha. Nhưng mà địa chỉ đây là gì anh nhỉ? 239 đường Bến Tượng. 239 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên nhỉ? Bán rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ. Mấy lần mua ở bên kia rồi nhưng xong cuối cùng nó vẫn nhảy lên mua. Mọi người ai có nhu cầu mua chim khuyên thì là đến bao nhiêu anh nhỉ? 239 cầu bóng tối thành phố Thái Nguyên nhé. Rất là nhiều khuyên. Hôm nay lần trước quay ở bên kia nhưng quên khi địa chỉ, nhiều người cũng hỏi địa chỉ cũng không biết. Nên là ai ở Thái Nguyên gần Thái Nguyên thì lên đây mua rất là gần. Ở đây chỉ bán chim khuyên với cả lồng khuyên này. Cá. Kênh YouTube của em á, Tôi Yêu Tây Bắc ạ. Anh vào trong đấy mà xem, rất là nhiều người hỏi có ship khuyên không ấy. Nhưng mà em thì không kinh doanh nên là không ship. Đây là cái dế mấy dế nuôi. Bắt thử con này. Anh cái nhà đâu theo khuyên đây. Nó rất là hiền, nó không chạy. Nó không chạy nhanh. À anh nhà anh ngay đây mà. Rất nhiều video. Anh chủ bán phim đẹp trai vãi trưởng luôn. Thật thà. Thật thà. bán chim mày bảo toán chim mái này. Tấn một rồi. Mọi người đến mua khuyên thì đến cội ăn một thôi. Anh chủ quán bảo là ai mà xem YouTube mà kênh của mình đến đây mua giảm 50% nhé, chi phí 50% còn lại mình chịu. Anh đến có đến cội ăn rồi nhưng mà bây giờ anh chấp nhận để cái lông đi, chấp nhận để cái lông đi. Cho
đây có một con chim này vừa thấy khách gửi sao chim này chim chim non nuôi nuôi lớn lên này. Bây giờ người đi hoặc anh trong cái phòng cẩn thận hay phòng xong cám nữa. Hôm nay đi là quảng cáo free cho nhà anh bán đấy. Rồi em xin cảm ơn. Rồi em về lại nổi đinh người đám. Nổi đinh người đám chắc không đến nỗi, nhưng mà nếu mà ai ở gần Thái Nguyên này em nghĩ là người ta sẽ đến mua của anh đấy.